Ba người hoạt động xã hội đã bị bắt giữ, câu lưu khoảng 6 tiếng sau khi tham dự lễ tưởng niệm 64 người đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 tại Trường Sa. Buổi lễ diễn ra một cách ôn hòa vào lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2017 tại bãi sau thành phố Vũng Tàu với sự tham gia của hơn 10 người hoạt động. Tôi rất là xúc động mỗi khi gần đến cái ngày tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 88. Cái chết của các anh đối với tôi thấy thật là phi lý. Các anh cầm súng trong tay mà không được chống lại kẻ thù để cho nó giết mình. Cho nên tôi cảm thấy rất là hận những người lãnh đạo cái thời kỳ đó đã cư xử với những người lính của mình thật là man rợ. Và do đó tôi nghĩ rằng cần phải làm cho mọi người biết cái việc này. Và mãi mãi là phải biết ơn những người đã đổ máu cho đất nước được trường tồn. Khi kết thúc buổi lễ, mọi người chuẩn bị ra về thì nhà báo Sương Quỳnh cùng với Facebooker Tâm Kế bị bắt lên xe. Facebooker Vinh Lê cũng bị bắt ngay sau đó tại nhà riêng ở gần đó. Tất cả được đưa về đồn công an phường 2, thành phố Vũng Tàu để làm việc, lấy lời khai. Đến khoảng 2 giờ chiều, Facebooker Tâm Kế và Vinh Lê được thả. Ông Vinh cáo buộc bị công an đấm nhiều cái vào mặt vì không đồng ý ký biên bản vi phạm hành chính. Vì nó đấm mấy phát, nó 3 người đấm liền. Nó đấm vào mặt ấy. Thì nó bắt mình viết cam kết là... Trở về nhà. Trở về nhà hả? Nó bắt viết cam kết là... vi phạm pháp luật là tụ tập đông người trái phép, nhưng mà không chịu viết thì nó đóng thôi. Còn nhà báo Sương Quỳnh bị trở ra khỏi địa phận thành phố Vũng Tàu cách đó 9 km. Đồng thời điện thoại của bà Quỳnh cũng bị nhúng nước đến hư hỏng, mất hết dữ liệu đã quay phim được trước đó. 2 giờ thì họ cho tôi lên xe và họ trở đi cùng với cậu Tâm Kế, thì họ thả Tâm Kế ở sau tôi vào một rẽ một con đường rất hoang vắng, họ thả Tâm Kế xuống. Rồi họ quay lại thì họ thả tôi gần cái cây số là cách Bà Rịa Vũng Tàu 3 km, họ thả tôi dưới đường. Họ có bảo họ trả cho tôi điện thoại, nhưng mà khi tôi cầm đến điện thoại tôi bị phá toàn bộ. Cho đến khi tôi đến ngồi quán thì tôi mở ra thì điện thoại bị nhúng nước và hỏng hoàn toàn, họ lấy 2 cái SIM của tôi luôn. Do đó tôi không thể liên lạc với mọi người. Thì tôi mới đứng đấy, tôi vẫy xe để đi về Sài Gòn, thì có một xe đò họ cho tôi lên. Và khi tôi trình bày là tôi không có tiền thì họ bảo thế thôi em cho chị đi nhờ. Thì trên xe thì có một cậu đang lướt Facebook thì tôi thấy thế tôi mượn, thì tôi bắt đầu mới liên lạc được với mọi người. Tuy nhiên là họ bắt tôi làm cam kết là tụ tập đông người, họ cho đấy là tôi sai pháp luật, nhưng tôi cho đấy là một cái nghị định vi hiến. Và thứ hai là quyền tụ tập đông người và cái quyền tưởng niệm là quyền của công dân, tôi không có sẵn. Và cái hành vi đấy của họ mà cố tình ngăn chặn để tưởng niệm các liệt sĩ đó là cái hành vi bán nước, cái hành vi vong ơn bội nghĩa, quay lại với những anh linh đã chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo của mình. Đấy là một cái hành vi rất là, tôi cho đấy là hành vi vô văn hóa. Buổi tưởng niệm này mở đầu cho lời kêu gọi 7 ngày tưởng nhớ các chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh vì biển đảo quê hương do câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng khởi xướng. Phóng sự của SBTN tường trình từ Vũng Tàu, Việt Nam.